chúng ta tu xong đại gia đình chúng ta ngồi tâm sự một chút ha <laughs> lúc này tâm sự thường xuyên <laughs> tuy không có gặp <laughs> bên ngoài nhưng gặp trên màn hình tâm sự thường xuyên ha mà toàn là phiên niệm phật đồ cái này cũng đặc biệt quý vị nãy như đức uh, lễ phật mà vì thấy như đức cứ cười suốt 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 nguyên thờ <laughs> cũng bị khảo đảo một chút con bé nhỏ xíu xíu chọc như đức cười suốt luôn <cười> ngay chỗ cái cái màn hình chứng giữa luôn lễ một chút cái lú đầu nhìn mình <laughs> nhìn nó chịu không nổi hay những đức thì nhảy cười lắm vì mình không có định có gì đâu mình bệnh nhưng không có định nên tự nó đó cái niệm phật thôi định gì giờ mà con người như Đức ngộ ví dụ như người ta cười như đức, với những đức là như Đức phải cười lại trong hoàn cảnh nào không biết ta cười mình mình không cười lại nó kỳ giống như hồi đó quý vị thấy mà Mỗi lần nhìn đứt đi mà cứ ngoái 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 là nhìn là do gì người ta nhìn những đứt quý vị. Nhìn nó không có quay nghi gì hết là do gì ta nhìn nhận đất, người ta nhìn những đứt, người ta nhìn đứt phải nhìn lại. Mình là gì đó, người ta nhìn mình, mình phải nhìn lại. Nó kỳ cục vậy đó. Nó kệ nó quay gì. Miễn ta nhìn mình là thấy cũng mừng. Mình nhìn lại. Vậy thôi. Nên quý vị biết rằng là cái người tu tập của mình cái quan trọng mà mình nhắm mục tiêu cái đó là Nhớ kỹ là Đừng buồn dặn người khác để trong tâm Nhắc hoài luôn á nhắm, nhắm mục tiêu luôn á Thì quý vị tu hành sẽ có kết quả rất là lớn Có nhiều người chúng ta nói Mình nghiệp chướng nặng nề <laughs> Nghiệp chướng nặng nề là chỗ nào quý vị không Dặn á Thương quá dính mắt cũng là nghiệp chướng Rồi thương quá hạng thù cũng là nghiệp chướng mà từ cái thương quý vị chứ ghét là nó không có hẳn đâu Ban đầu đã ghét rồi thì không có cái chuyện hẳn quý vị Tại ghét đâu có thời gian đâu Gặp nhau đâu hẳn <laughs> Nên cái hẳn đa phần là từ thương mà hẳn <laughs> Nên cái câu đúng đúng nghĩa là thương hẳn Nha, Thương rồi hẳn Mà thương nhiều thì hẳn nhiều Nó lạ kỳ Bây giờ trong tâm quý vị đang ngồi ở đây nghe Hay khắp nơi nơi bị nghe Ví dụ, chúng ta tâm sự tâm sự mỏng á. <laughs> Vì coi trong lòng quý vị đang suy nghĩ đến ai nhiều nhất. Nhá không? Trong lòng quý vị tự viết đi. Thường nghĩ đến người đó nhiều nhất. Khi mà quý vị nghe người đó mà cái gì không phải quý vị sẽ bực bội nhiều nhất. <laughs> nó thấy chưa? Nó thương nhiều nhất thì nó sẽ bực bội nhiều nhất. Nên mình được quyền thương. Nhưng mà mình giải mã cái bực bọt tại vì mình thương thì mình thương chứ giờ mình không phải là người ta mình đâu có bắt buộc người ta phải như ý mình được nên mình đừng có bực bọt gì ha nên từ nơi đó giờ có thêm cái nữa là có những con người mình mang một cái bệnh rất là kỳ cục đó là cái bệnh ghét ké Nó nghĩa là không phải chuyện của mình cũng đi ghét luôn <laughs> có những người người ta trong cuộc người ta không ghét nhưng mà mình ngơ hoài cột mình ghét ghét nghĩa là mình ghét, ghét 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 cái gì mình cũng không hiểu mình ghét có nghĩa là mình ghét mà mình không có hiểu lý do tại ô cái chuyện này đâu phải của mình đâu mình đi ghét gì vậy ta đâu phải cái chuyện của mình đâu đi ghét làm gì đó nó ghét ghét nên đó, đó, đó gọi là nghiệp chướng nặng nề <laughs> nên nhiều người mình đó, cái nghiệp chướng nặng nề mình cũng không biết nghiệp chướng nặng nề là nằm chỗ nào nữa chứ nghiệp chướng nặng nề là nằm ngay mình đó quý vị Nghĩa là chuyện của mình Cũng ghét Chuyện của người ta Cũng ghét Đó. Giống như thấy ai mà được nhiều người thương quá Mình cũng ghét <laughs> Mà thấy ai mà gặp Ai mà bị nhiều người ghét Mình cũng ghét luôn <laughs> cái mình cái bệnh của mình là nó 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 lan can tứ tung lan tan cái nghiệp của mình nó là nó nó là cái nghiệp nặng nề ha bây giờ niệm có vật hiệu này để giải mã chỗ này câu vật hiệu á là viên thuốc giải mà niệm có vật hiệu mà không giải được cái này là thua ừ. vì là viên thuốc giải nên con người những đức á những đức ít bao giờ mà buồn cái gì mà lâu vì thấy để ý những đức mà gặp những cái sự việc mà nó giống như nó giống như là nó nó nó, bất tử nó kinh khủng lắm chứ không phải chuyện dễ chứ vì thấy cái thời điểm mà như đức chia sẻ Phật pháp một ngày bốn năm buổi đúng không đùng cái phá cái cụp lại không được chia sẻ buổi nào nữa chứ không phải đơn giản đâu quý vị giống như đang chạy xe tốc độ trong cái số giờ mà bắt mình phải thắng lại cái dễ không không đơn giản á đang chạy trong cái số giờ mà thắng một cái có chừng xe nơ mình nơ <laughs> thắng bất tử xe nơ mình nơ đúng không, quý vị đó, à, như đức bị thấy không Đùng cái bột xong không? không có rô đai từ từ xuống xuống ga nha bây giờ tốc độ kéo thắng cướp ngừng đó. nên đó, con người nó cứ trải qua thời gian Giờ đang ở trong chùa bình thường cướp đi ra khỏi chùa <laughs> thấy chưa nó giống như năm xưa năm năm những đức tu gì nữa vì sao nó thì năm năm những đức tu nó hồi xưa ở chùa đang bình thường luôn chiều là cái bị chủ trì họp cướp xuống khu tu đóng cửa dưới đó không đơn giản đâu quý vị không đi chào ai không hỏi ai chứ à. ông đi đi rồi được để tay tôi sắp xếp không giỡn đâu quý vị ơi nếu mình nằm vào tâm trạng đó, nó không đơn giản chút nào đó à, không đơn giản đâu nhưng mà do cái tính người thích nghi thích nghi nhanh thích nghi nhanh giống lúc mình còn nhỏ mình sáu tuổi tự nhiên cái mẹ chết queo còn <laughs> mẹ chết queo vì coi nó không đơn giản cái cả cái cảm giác ai mà mình mắc cha mắc mẹ mà mình mình sẽ thấy cái sự mất mát lớn mà nhất là mắc mẹ không có đơn giản ừ. Nào. rồi cái cuộc sống nó 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 bôn ba nó, nó bôn ba nên từ nơi đó mà nó gặp nhiều sự việc lên thành phố cướp gặp bệnh phụ với chữ tối ngày sáng đi nó dẫn không nó, nên vô chùa tu 5 năm cướp đi ra khỏi chùa rồi xuống chùa dưới đây 10 năm chờ Cớp khỏi giảng pháp <laughs> đang toàn tốc độ cao của nó quý vị rồi thời gian trong cái thời gian đó lên bờ xuống ruộng quá đơn giản nha à, mới đây vì thấy nó cướp ra đời luôn <laughs> thấy chưa đó nên đó là cái mà ý muốn nói cho cái người tu mình á, mình muốn đi đây tới về thế giới cực lạc nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu, nó không phải thuận tiện, nó phải yên hoài cho mình, đâu quý vị ơi, à, nó không cái này cũng cái kia quý vị thiền nhỏ thì sống nhỏ, thiền lớn thì sống lớn thôi. bây giờ quý vị thật sự muốn về cực lạc hay không thì cái cái sống sống gió ba đào đó quý vị có có kiên trì để mà hướng đến mục tiêu hay không đó là chính quý vị thôi chứ không phải nói cái chuyện đi về thế giới cực lạc mà tà tà niệm di đà gước đâu lai rai la, như lai như, lai như, như la độ đâu chưa chắc đâu không có tà tà nữa đâu Nà, mình tà tà lai rai thì mình cũng gặp sự cố nó ập 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 đến với mình nè không có giỡn đâu trong gia đình thì nó có cái chuyện của gia đình trong đoàn thể thì có chuyện của đoàn thể vào công ty thì có chuyện của công ty ra xã hội buôn bán thì có chuyện của buôn bán nghĩa là mình phải gặp những sự việc trở ngại mỏi mặt nhưng mà mình ở trong sự việc trở ngại đó mà mình vẫn còn tâm tu mà mình cỡ mở tâm tu ra ra mà mình không có buồn dặn mình cỡ mở tâm tư mình không có buồn trách đó. đó 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 đó, là tu đó nên những đức nói mục tiêu mình nhắm mục tiêu tu mà gọi là cái nghiệp chướng tiêu trừ là ngay chỗ là đừng có giận người ta để trong tâm nha có giận thì giận mà để ngoài tâm <laughs> để bên ngoài với quý vị ai mà đi cái đem vô tâm làm gì không mình cái bệnh mình kỳ lắm mình thương ai mình cũng đem để trong tâm gấp gáp lắm mình thương ai một cái là mình sẽ nhớ nhung người đó mình nhớ, mình nhớ là nó nằm trong tâm mà đó quý vị ừ. mình thương ai mình gặp thì mình mừng mà mình 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 xa người đó là mình khóc nghĩa là mình đã để người ta vô tâm à, khi rồi tiếp tục mình hăng người ta mình cũng vậy luôn hẳn người ta mình cũng đem để vào tâm nên cái tu tập cái niệm phật á, mà giải được cái tâm là đừng có hạn thù ai để trong tâm đó là công phu vì đắc lực khi mà quý vị, vị mà không hạn thù ai để trong tâm cái cái niệm phật vì nó nhẹ nhàng lắm còn khi lúc mà mình niệm phật mà nhiều thứ trong tâm nó niệm nó không vào hiểu không giống như ép nó vào mà nó văng ra ừ. nên từ nơi đó mà tu hành là gì đừng hạn thù người khác để trong tâm đây là quá giải nghiệp nó nghĩa là những đức dẫn dắt câu chuyện này câu chuyện kia vậy đó nhưng mà cái câu quan trọng vô cùng đó là gì đừng hận thù người khác để trong tâm và trong cuộc đời này vì quý nhớ kỹ rằng là không có thiệt thòi hiểu không có những việc quý vị thấy nó rất là xấu nhưng thật sự nó không có xấu không có xấu đâu thật sự luôn á có những việc quý vị thấy nó rất là tốt trong cuộc đời này mà chưa chắc nó tốt những đức thấy rằng trong thời điểm này bản thân những đức mới nhìn ra rằng nếu như, như cái đà lúc trước những đức ở chùa chưa chắc những đức giảng sanh không biết tại vì niệm phật thì phật mới rước ngọn này ở ở trong chùa những đức hướng dẫn vì niệm phật nhưng những đức lại không công phu luôn vì coi phải cái thời gian những đức vô bếp nấu ăn những đức có công phu đâu không công phu thời nào chứ thấy không thì bây giờ nè nè tôi quay 180 độ nè bây giờ nè nó, nó quay một phát từ một chỗ thiệt là to nhảy vô chỗ chút xíu vì, vì, phải được rèn luyện và được phải, phải phải, phải, chịu đựng đó quý vị thấy không đó thấy không rồi bắt đầu là mình ở trong hoàn cảnh đó mỗi ngày tu tu xong đi ăn đi ăn xong rồi xong như thế nào rồi đi tu đi tu xong đi ăn đi ăn xong cái đi ngủ <laughs> không có đơn giản như quý vị nghĩ đó à, quý vị nói à vậy thì quá sướng rồi thử đi bị sướng đi vô căn nhà với ở trong đó rồi quý vị đi tu đi giờ lên tu đi rồi xong cho bị ăn cho bị ăn xong vì đi ngủ đi ngủ xong thức gì đi tu đi tu xong cho vị ăn ăn xong tiếp tục cái vị đi đi tu đi tu xong cái vị đi, đi ngủ đi ngủ xong thức dậy bị đi, đi, đi tu đi tu xong cho vị ăn thử đi không dễ như bị nghĩ ở đâu ừ à, nó nên nó, nó, nó công phu gì không biết nhưng mà cái đó đã khó rồi đó con người mình cái tâm mình thường rong rủi cái chân nó thường nó đi nó kêu nó ở ngồi đâu chỗ đó ngồi không yên rồi nên từ nơi đó mà đừng có nói chuyện mà mình ở một nơi hoài một chỗ không có đơn giản đâu thấy không nên như đức nó 180 độ quay một phát điều chỉnh những đức thử cái mày thích nghi được không đó nên cái tu hành là gì thích nghi cho mọi hoàn cảnh có khi quý vị nghe những đứa chia sẻ nói chuyện đâu á quý vị thấy ủa ông này ông nói cái gì vậy ta mà quý vị nghe để ý đi quý vị sẽ thấy à quý vị phải để ý đó, thiệt là kỹ nghe rồi nó quay vòng 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 chút rồi quý vị sẽ thấy mình ở trong đó đó ừ. rồi khi trong cuộc đời quý vị sẽ gặp những việc mà như những đức đã nói đó ý nói quý vị hãy tập thích nghi đi có người á nó có những lúc mình thịnh vô cùng nhưng mà mình phải suy nghĩ có những lúc mình sẽ suy si nên mình phải thích nghi mình tập thích nghi trong hoàn cảnh. Oh à, nên cho cái chuyện mà tu hành mà đây đây tới về thế giới cực lạc là mình còn gặp nhiều sự trở ngại lắm á. Ừ. Chứ không phải cái chuyện mà đơn giản mà, mà như lục bình trôi sông đâu. Không phải đâu quý vị ơi, không phải đâu. ừ. ừ. Nhưng mà mình cũng cầu điều đó nó đến thì sao thì mình chịu vậy thôi. Nên mong quý vị đừng có bao giờ mà buồn giận ai để trong tâm. Ha. À đừng bao giờ thất vọng ai thất vọng gì cho mình nặng nề quý bởi vì thất vọng quý vị á thất vọng mình không chịu lo niệm phật chứ đừng có thất vọng ai làm chi cho nó mệt ừ nó nên á ví dụ như có những người, người ta người ta gặp như đức ta nói con thất vọng thầy ghê như đức nói cô có niệm phật đi thất vọng cái gì ừ, có chừng cô không gì cực lạc mà đức gì cực lạc mất tiêu rồi đó, trong phải chuyện vẫn chơi đâu thất vọng, Ừ. mỗi người nó có cảnh giới khác nhau, có khi cảnh giới người ta tùm lum mà nó không có tùm la, <laughs> còn cảnh giới của mình giống như không có gì chứ mà mình dính tùm lum, à, có những người người ta dính tùm lum mà người ta không có dính tùm lum, còn mình không dính đâu chứ mà mình đem vô tâm tùm lum, nó có những chuyện của người ta, bản thân mình đi đi nặng nề có 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 gì nữa đó có dán đâu à, có những khi mình ở phương trời nào mình đang lo tùm lum chuyện còn người ta <laughs> chút đi uống sáng dây <laughs> chút đi uống bột sáng dây à, thấy chưa nó nên mình thương mình đi rồi mình mới thương người khác được nha quý vị ừ, Giờ này tu xong cho một ông xịt cà xuống dưới pha bột, bột sáng dây à, tu xong một chút xuống uống ly bột sắn giấy <laughs> không à, rồi ngồi ngắm sao được làm dài bài thơ được này kia rồi chút đỉnh nè <laughs> cuộc sống bây giờ đâu còn cái gì nó lo nghĩ nó đâu quý vị nó... con cô không nghĩ ngày mai nó làm sao cứ niệm phật thôi Đấy không? phải thích nghi thôi chứ làm sao giờ lúc trước là tối gì phải ngồi suy nghĩ ngày mai phải sắp xếp chúng làm sao này kia tùm lum đúng không nhưng bây giờ Không còn suy nghĩ nữa vì có mấy người suy nghĩ gì giờ có ba người Những đứa với hai ông sư que suy nghĩ gì vậy? Đấy không nó nên từ nơi đó cái gì nó phải thích nghi nên những đức khuyên quý vị là tu hành là gì đừng buồn giận người khác để trong tâm đây là cái gốc của người tu hành đấy đừng buồn giận người khác để trong tâm thương cũng được ghét cũng được đừng có hẳn họ để trong tâm chứ đó nên từ nơi đó bản thân mình vậy là nó an lạc liền nhưng đứa cảm giác được cái sự an lạc đó quý vị chúc quý vị an lạc nha ai di đào phật ai di đào phật chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc quý vị ơi ai di đào phật ai di đào phật ai di đào phật